Con tắc kè màu xanh màu đỏ Em bắt về em nấu cà ri Mang đến trường mời cô mời bạn Mang cả nồi để nấu cà ri Cà ri ngon bánh mì giòn Bàn chân em bước đi vòng tròn Đưa em vào nhà cầu tiêu ngay Ba tiếng rồi ngồi trên bồn cầu Em thấy bạn cong đít chạy ra Em thấy nhà vệ sinh toàn mùi, mùi nồng thắm như mùi cà ri.